Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị các bạn trong buổi phát sóng ngày hôm nay. Xin chào cô Hồng Lương. Vừa qua thì ban tổ chức chương trình có nhận được một số những câu hỏi liên quan đến công tác xử lý đơn. Cụ thể như là đơn có nhiều nội dung, có nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết, có nội dung không thuộc thẩm quyền giải quyết thì sẽ xử lý như thế nào? Câu hỏi thứ hai như là mời công dân có đơn phản ánh đến làm việc nhưng công dân lại không đến thì chúng ta sẽ xử lý làm sao? Câu hỏi thứ ba, khiếu nại về hành vi của tổ xác minh giải quyết khiếu nại lần đầu là khiếu nại lần đầu hay lần hai? Với những cái câu hỏi như thế này thì sẽ được ban tổ chức chương trình trao đổi và giải đáp trong buổi phát sóng ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên của độc giả gửi về đối với chúng tôi thì là có cái nội dung đơn rằng là đơn có cả nội dung khiếu nại, tố cáo và kiến nghị phản ánh. Trong đó có nội dung thuộc thẩm quyền của thủ trưởng cơ quan tổ chức đơn vị nhưng cũng có nội dung không thuộc thẩm quyền. Vậy cho tôi hỏi sẽ phải xử lý đơn như thế nào, căn cứ vào văn bản nào và điều luật cụ thể như làm sao để có thể xử lý được với trường hợp này. Thì xin phép mời cô Hồng Lương sẽ trao đổi với quý vị. Xin chào cô Ly, xin chào quý vị và các bạn. Đối với câu hỏi của bạn thì chúng ta phải căn cứ vào điều 21 thông tư số 05 năm 2021 quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh. Đối với cái đơn mà có nhiều nội dung khác nhau thì trong đó như cô Ly vừa nêu có cả nội dung khiếu nại, có cả nội dung tố cáo, có cả nội dung kiến nghị phản ánh. Vậy thì trước tiên chúng ta phải yêu cầu công dân đó viết tách ra từng nội dung một, nội dung khiếu nại riêng, nội dung tố cáo riêng, nội dung kiến nghị phản ánh riêng. Sau đó thì chúng ta sẽ tiếp nhận những cái đơn thuộc thẩm quyền. Vậy thì trước tiên chúng ta sẽ tiếp nhận xử lý cái đơn khiếu nại như thế nào? Thì chúng ta lại phải căn cứ vào điều 7 thông tư số 05 năm 2021 xử lý đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết. Thế thì chúng ta có mấy cái trường hợp như thế này. Trước tiên là đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết và không thuộc các trường hợp không được thụ lý quy định tại điều 11 của luật khiếu nại thì chúng ta sẽ đề xuất người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị thụ lý giải quyết theo quy định của pháp luật. Trường hợp thứ hai, nếu như đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền nhưng mà chưa đủ các cái điều kiện thụ lý thì chúng ta phải hướng dẫn người khiếu nại bổ sung những cái thông tin tài liệu để thực hiện cái việc khiếu nại theo quy định của pháp luật. Thứ ba là nếu như đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền cấp dưới nhưng mà quá thời hạn rồi, cấp dưới chưa giải quyết theo quy định của luật khiếu nại thì chúng ta sẽ báo cáo người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị xem xét quyết định theo quy định của pháp luật. Thế còn đơn tố cáo thì sao? Thì thưa với quý vị, đơn tố cáo thì chúng ta lại phải căn cứ vào điều 13 thông tư số 05 năm 2021 xử lý đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết. Chúng ta thấy rằng đối với đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan tổ chức đơn vị nếu đủ điều kiện thụ lý theo khoản 1 điều 29 của luật tố cáo thì người xử lý đơn sẽ báo cáo người đứng đầu để thụ lý giải quyết theo quy định. Thì chúng ta biết rằng là đối với cái khoản 1 điều 29 thì đơn mà đủ điều kiện thụ lý nó phải đảm bảo 4 điều kiện. Điều kiện thứ nhất là cái đơn đó phải được bằng đơn hoặc trực tiếp. Điều kiện thứ hai là người tố cáo phải đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Và điều kiện thứ ba là vụ việc tố cáo phải thuộc thẩm quyền. Và điều kiện thứ tư đó là vụ việc tố cáo phải đủ cơ sở để xác định người vi phạm, hành vi vi phạm. Thế còn đối với đơn kiến nghị phản ánh thì chúng ta lại phải căn cứ vào điều 20 xử lý đơn kiến nghị phản ánh. Đó là đơn kiến nghị phản ánh về những nội dung thuộc trách nhiệm quản lý của cơ quan tổ chức đơn vị mình thì người xử lý đơn phải báo cáo đề xuất người đứng đầu giải quyết sẽ trả lời theo quy định của pháp luật. Như vậy, sau khi công dân viết tách đơn, khiếu nại riêng, tố cáo riêng, kiến nghị, phản ánh riêng, thì bạn chỉ tiếp nhận những cái đơn mà thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng cơ quan bạn. Thế còn những cái đơn mà không thuộc thẩm quyền của cơ quan bạn, thì bạn sẽ hướng dẫn công dân sẽ gửi đơn đó đến đúng cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền. Xin cảm ơn những cái chia sẻ của cô Hồng Lương. Có một cái câu hỏi của độc giả gửi về chương trình tiếp tục hỏi như sau. Công dân viết một cái đơn phản ánh có ký tên và địa chỉ rõ ràng, phản ánh một số nội dung. Qua quá trình xử lý đơn, văn phòng có mời công dân đến làm việc, xác định người viết đơn và yêu cầu họ cung cấp thông tin có liên quan, cô Lương ạ. Nhưng mà qua 3 lần mời thì không thấy công dân đến và Ủy ban Nhân dân xã xử lý là vẫn trả lời đơn
quyền của công dân. Nhưng những đối là đối với những cái nội dung nào, phản ánh nào mà có đủ cơ sở, còn những nội dung không có cơ sở, tài liệu thì xác định là chưa đủ cơ sở do là người ta mời công dân nhưng người ta, công dân không đến xin hỏi thì Ủy ban Nhân dân xã xử lý như vậy có đúng không? Ồ, trường hợp này, Ủy ban Nhân dân xã đã mời công dân đến lần thứ 3 mà công dân không đến. Và ông chủ tịch cũng đã xử lý, đó là trả lời những cái nội dung mà phản ánh đầy đủ cơ sở. Rất hoan nghênh bạn chủ tịch xã này, chắc là chủ tịch xã này đã được học lớp bồi dưỡng tiếp công dân của trường cán bộ thanh tra, đúng không cô Ly? Tuy nhiên, để có đầy đủ cơ sở pháp lý để xử lý thì xin mời cô Ly trao đổi tình huống này đối với khán giả. Dạ vâng, liên quan đến cái công tác xử lý đơn thì hiện nay cũng phải nói thêm rằng là chúng ta đang có cái văn bản, đó là thông tư 05/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định về quy trình nghiệp vụ xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh. Để trả lời cho câu hỏi rằng Ủy ban Nhân dân xã của bạn xử lý có đúng quy định hay không, và thì chúng ta phải căn cứ vào những quy định bởi văn bản quy phạm pháp luật, mà cụ thể ở đây đó là điều 6 của thông tư 05/2021 quy định về quy trình xử lý đơn, đúng không ạ? Đó là đơn đủ điều kiện xử lý và đơn không đủ điều kiện xử lý. Thế thì với quy định tại điều 6 có quy định cụ thể rằng là đối với trường hợp đơn phản ánh có nhiều nội dung, có nội dung xác định được và nội dung không xác định được, thì Ủy ban Nhân dân xã thực tế là ở đây người ta cũng rất là linh hoạt cô Lương ạ. Khi mà họ mời công dân đến, tức là nhận được đơn như vậy, khi mà có nội dung thì người ta xác định được, có cơ sở để xác minh được, nhưng có nội dung người ta không làm thế nào để xác minh được, thông qua là chỉ có cái đơn không thôi, thì người ta đã rất là linh hoạt trong việc là, xã linh hoạt trong việc là mời công dân đến để họ hợp tác, họ cung cấp thêm thông tin tài liệu để làm rõ thêm, xác định được rõ cái nội dung đó. Thế thì nhưng mà rất đáng tiếc đây là công dân người ta không đến và mời đến 3 lần rồi mà không xác định được. Căn cứ vào điểm A khoản 2 điều 6 về phân loại đơn sẽ xếp nội dung đơn đó vào trường hợp đơn kiến nghị phản ánh không rõ nội dung và thuộc trường hợp không đủ điều kiện để xử lý theo quy định tại điều 28 của thông tư 05. Cụ thể rằng chúng ta sẽ căn cứ vào quy định tại điểm A và điểm B khoản 1 điều 28 về lưu đơn, thì những cái nội dung nào không xác định được thì chúng ta phải lưu. Đấy là cái quy định rất là rõ ràng của thông tư 05/2021 của Thanh tra Chính phủ, khi mà quy định rất là cụ thể, tức là có nguyên một cái văn bản cụ thể để quy định về cái quy trình nghiệp vụ xử lý đơn, đúng không ạ? Như vậy thì Ủy ban Nhân dân xã đã giải quyết đúng trong trường hợp này, nội dung phản ánh xác định được theo nguyên tắc là phải trả lời cho công dân, các bạn. Nội dung nào mà đủ cơ sở, đương nhiên là về nguyên tắc chúng ta phải trả lời cho công dân biết, đúng không ạ? Còn nội dung nào mà không đủ điều kiện, không đủ cơ sở xác minh và chúng ta không xác định được, thì với cái quy định của thông tư 05 cũng là một phần nào đó cũng giúp cho cán bộ công chức làm cái nhiệm vụ tiếp công dân xử lý đơn là người ta có cái căn cứ cơ sở để người ta lưu đơn, đúng không ạ? Người ta chấm dứt cái việc xem xét xử lý đó. Cho nên ở đây thì thực ra chúng ta không quá cứng nhắc vào cái quy định của thông tư 05 là chúng ta lưu ngay, mà ngay Ủy ban Nhân dân xã, đúng không cô Lương, đã mời họ đến 3 lần rồi để mong là nhận được cái sự hợp tác, đúng không ạ? Rồi cung cấp thêm thông tin để làm rõ nội dung. Thế nhưng họ không hợp tác ở đây dẫn đến câu chuyện là chúng ta rất khó để xử lý được cái nội dung đơn đó, thì đương nhiên rằng là chúng ta phải lưu đơn, và cái quy định hiện nay của thông tư 05 là hoàn toàn phù hợp với cái đáp ứng được cái yêu cầu thực tiễn đặt ra. Nội dung mà không rõ ràng, không xác định được là phải lưu thôi, đúng không ạ? Để quy định rất là rõ ràng của điều 28 thông tư 05/2021 rồi, và thời hạn lưu đơn sẽ là 1 năm. Như vậy thì qua cái việc trao đổi của cô Ly thì chúng ta nhận thấy rằng là chủ tịch Ủy ban Nhân xã đã xử lý, giải quyết đúng theo quy định, phải không cô Ly? Dạ đúng rồi ạ. Nhân đây thì cũng có một trường hợp hỏi tiếp như sau. Sau khi ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, người khiếu nại có đơn khiếu nại lần 2 đối với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu. Đồng thời người khiếu nại có thêm một đơn khiếu nại về hành vi của tổ xác minh giải quyết khiếu nại lần đầu là không khách quan. Vậy trường hợp này thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Xem xét đơn đó trong việc giải quyết khiếu nại lần đầu hay đây là một cái vụ việc giải quyết khiếu nại mới? Thì với cái trường hợp này xin được mời cô Lương trao đổi thêm ạ. Có lẽ là đối với cái câu hỏi của bạn độc giả này thì chúng ta sẽ có hai cái cách hiểu. Một là chúng ta xem xét cái vụ việc đó trong cái vụ việc giải quyết khiếu nại lần hai, hoặc là chúng ta có thể xác định đây là một vụ việc mới. Vậy thì theo quan điểm của tôi, đối với cái nội dung này thì chúng ta thấy rằng nếu như người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai, khi giải quyết khiếu nại lần hai thì ngoài cái việc xem xét cái quyết định hành chính, hành vi hành chính có đúng hay không, thì người ta xem xét cả hành vi của tổ xác minh giải quyết khiếu nại lần đầu và có khách quan hay không khách quan. Thế chính vì vậy,
với cái nội dung người khiếu nại cho rằng hành vi của tổ xác minh khiếu nại lần đầu không khách quan, thì đối với cái nội dung này, tổ xác minh giải quyết khiếu nại lần hai họ sẽ xem xét kỹ và đi đến cái kết luận rằng là tổ xác minh giải quyết khiếu nại lần đầu có khách quan hay không. Từ đó sẽ ban hành cái quyết định giải quyết khiếu nại lần hai. Và cái quyết định giải quyết khiếu nại lần hai này khẳng định là quyết định hành chính, hành vi hành chính có bị trái pháp luật hay không, hay nói cách khác là chấp nhận hay bác quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu. Thế chính vì vậy nên là cái đơn khiếu nại về hành vi của tổ xác minh thì không nên tách thành vụ việc riêng, mà chúng ta nên xem xét trong nội dung giải quyết khiếu nại lần hai. Thì đó là câu trả lời của chúng tôi. Vâng, một lần nữa cảm ơn những cái chia sẻ và trao đổi của cô Lương. Như vậy, buổi phát sóng hôm nay xin phép được dừng tại đây. Chúng tôi rất mong được nhận được sự quan tâm của quý khán giả và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong buổi phát sóng tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.